Xin chào quý vị khán giả. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ thực hiện một video trò chơi nha các bạn. Từ từ sẽ biết. Let's go. Rồi hôm nay mình sẽ thực hiện trò chơi là sức chịu đựng trong bọi gà nha các bạn. Trò chơi gồm có 4 thành viên. Hello các bạn, mình là Long đẹp trai. Hello các bạn, mình là Kim. Hello các bạn, mình là Phát. Nói lớn lên, khán giả chưa nghe. Nói lại. Rồi ok. Trò chơi này là đặt tên là sức chịu đựng trong bọi gà nha các bạn. Ở trên bọi gà mỗi bọi đều có để là một cái chén nước. Nếu bạn nào làm đổ nước là thua ngay. Còn nếu bạn nào chịu đựng không nổi thì xin thua. Người cuối cùng còn ở trong bọi gà người đó sẽ chiến thắng giải thưởng. Giải thưởng là được 100k nha các bạn. 100k. Vậy chứ đỡ nó đỡ mỏi hơn cái kia á. Mình nghĩ là cái trò chơi này chắc được cỡ 5 phút à các bạn ơi. Chỉ có 5 phút thôi. Dám bảo đảm không nào chịu đựng khỏi được 5 phút đâu. Đổ nước là thua nha. Đổ nước là thua liền. Đây Ken nè, Thu Phát nè. Nói chuyện gì đây, cảm giác sao? Không. Cảm giác thế nào? Đã không? Đã. Sướng không? Sướng. Giống con gà móng đỏ ha. Sao cảm giác sao? Chặt. Chặt hả? Chặt đâu có sao. Chuyện nào mất ỉa rồi, mất trái rồi mới có sao. Chịu được mấy phút? Không biết. Hả? Không biết. Không biết hả? Rồi không biết thì ở đó chịu đi. Ê, tự tin đọc giải không? Chắc cỡ giải nhì à các bạn ơi. Không có giải nhì, có giải nhất không à. Giải nhất 100k. Chắc mình sẽ thua quá. Ngủ luôn. Rồi anh này đọc giải không biết nữa. Đọc giải không? Đọc. Thêm 2 con gà nữa nha các bạn. Hãy gà đây. Không phải hứa tiếp gà. Dạ, về đi ác thôi. Đây. Cho nó nguyên hàng. Để đó hả? Để chú cốt nha. Chơi luôn. Con chơi với gà kìa. Con cũng chơi với gà nữa. Thôi, mày chơi chó. Mày chơi chó. Kẻ chó đúng chưa? Kẻ thở chó vô luôn. Kẻ chó nhìn đi. Xin giới thiệu đến các bạn trại gà của Ngọc My nha. Đây con gà này chuẩn bị gà đá nè. Gà xanh chân trắng tóc quắn. Lòng quắn. Con gà này nó không chịu đá, nó ẹo giống bóng quá. Con gà này đang biến gái, đang tập gái. Ồ, con gà này đang tập gái. Ồ, ghê chưa.
Kiếm thanh gió kìa đây. Rồi sau nãy giờ mới 5 phút mà có một người đã bị đổ nước rồi các bạn ơi. Bạn Ken. Rồi bạn Ken đứng lên, bạn Ken thua. Từ từ. Con đã thắng rồi. Ừ, thắng đi. Chán thắng nha. Rồi, sau 5 phút bạn Ken đã thua. Dở quá, dở hơn mặt Phát luôn. Rồi phát biểu ý kiến ơi. Sao bị đổ vậy? Nằm quá. Hả? Dữa quá chuồng gà. Dữa quá hả? Ờ, cái này là tại sơ ý thôi chứ không phải tại bị mỏi phải không? Rồi. Chắc tôi nghi con gà này nó thắng quá, con gà trắng. Ồ, con gà mới biết gáy này nó cũng hay quá ta. Sao rồi anh Phát có mỏi vô anh Phát? Không. Không à. Phát đái tại chỗ đó. Mắt đái chưa Phát? Không luôn à. Đó nha, đổ nước là thua đó nha. Đổ nước cái đó là thua đó. Cố lên nha. Các bạn ơi. Mới 10 phút thôi các bạn ơi. Mới 10 phút. Mình đổ chỗ nước là. Cũng hay quá ha. Đổ nước là thua đó, đó nhúc nhích kìa kìa, nhúc nhích kìa. Rồi chút xíu nữa thua rồi đó nha. Địch máy. Ờ. Rồi, tình hình thêm một con gà nữa đã thua. Rồi con gà này, con gà mới lớn nè, mới biết giấy hồi nãy nè. Cu Phát. Năm đủ. Cu Phát nha các bạn, Cu Phát thua. Cu Phát làm đổ nước. Đây. Cu Phát đã làm đổ nước nha. Rồi lấy cái chén ra. Rồi Cu Phát chui ra. Cu Phát người thứ hai rời khỏi chuồng gà. Có chuyện đụng vô đó, đổ nước đó Ken. Rồi. Chưa đổ. Đổ chưa? Chưa. Không đổ nào. Rồi. Tình hình 40 phút đã trôi qua các bạn ơi. 40 phút rồi mà hai thằng lớn này, thằng Long với thằng Quy này nó còn khỏe quá. Bây giờ mình để tăng thêm phần hấp dẫn cho kết thúc cho nhanh. Mình sẽ châm nước vào cái này thôi các bạn. Chỉ cần đụng nhẹ cái là đổ nước là hai thằng đó sẽ bị thua. Thấy đổ nước, thấy đổ nhiều quá mất đáy.
Bây giờ rồi tình hình là một thằng mắc đái, một thằng mắc ỉa. Thằng quên này đang mắc đái rồi, đang mắc đái mọi người ơi, chịu hết nổi rồi. Sau 1 tiếng 20 phút thì một thằng mắc đái, một thằng mắc ỉa. Ỉa thì đi, ỉa đi, đầu hàng đi. Đầu hàng chưa? Rồi. Không được. Cái này. Sau 1 phút 1 tiếng 30 giây 30 phút thì bạn Quy đã xin đầu hàng nha các bạn. Rồi, cho anh lấy cái chén ra cho anh Quy. Quy lý do là nó mất. Rồi, cuối cùng là anh Long. Còn lại là anh Long là người chiến thắng. Giải thưởng là 100k. Ok. Rồi. Ra đây trao giải luôn. Từ dần dần. 100k. Dơ hẳn. Rất là vui. Ra nó hơi giống nước xíu. 100k bù quá các bạn. 100k đó để mình đi ăn mì chay. Bye-bye.